Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 2 tháng 7 có những nội dung đáng chú ý sau. 6 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước tính đạt 10,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Quảng Ninh tập trung tối đa nguồn lực lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư cho các công trình giao thông trọng điểm, thúc đẩy thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022. Lạng Sơn tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của mỗi hộ gia đình, mỗi người dân về sự nguy hiểm và cách phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Thưa quý vị và các bạn, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022 ước tính đạt 10,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2022 có 57 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 300,9 triệu đô la Mỹ, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Có 14 dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 44,9 triệu đô la Mỹ, giảm 88,9%. Tính chung vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 345,8 triệu đô la Mỹ, giảm 36,8% so với cùng kỳ năm trước. Cục Thống kê tỉnh Hà Giang vừa tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, mức tăng trưởng kinh tế của Hà Giang đạt 7,86%. Đây là mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất trong vòng 5 năm qua. Trong đó, khu vực công nghiệp xây dựng cơ bản là lĩnh vực tăng mạnh nhất, tiếp đến là khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản, dịch vụ tăng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước gần 8,5 nghìn tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 55,9% dự toán trung ương giao. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, lao động việc làm, xúc tiến du lịch, phòng chống dịch bệnh và trật tự an toàn giao thông được kiểm soát, duy trì hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 về thực hiện đột phá về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, Quảng Ninh đã tập trung tối đa nguồn lực lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư cho các công trình giao thông trọng điểm, tạo kết nối nội vùng và liên vùng, qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022. Dự án đường nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với đường tỉnh 338 giai đoạn 1, một trong những công trình quan trọng nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối khu kinh tế ven biển Quảng Yên và mở rộng không gian đô thị. Từ đầu năm 2022 đến nay, với sự quyết liệt của tỉnh trong việc tháo gỡ khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, nguồn nguyên vật liệu, công tác giải ngân vốn đầu tư công, đến nay hạng mục cầu vượt cao tốc nút giao Hạ Long Xanh đã hoàn thành được gần 90%, thi công đắp nền đường đạt 50% khối lượng. Chủ đầu tư và Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng tạo điều kiện và rất là sát sao. Trong giai đoạn 6 tháng đầu năm nay thì tỉnh đã phê duyệt thêm cho dự án một mỏ đất để tăng khối lượng đất về. Và cái về phương diện giải phóng mặt bằng thì Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Yên cũng đang rất là tích cực bàn giao hết mặt bằng. Nhà thầu cũng đang rất là quyết tâm dồn máy móc và con người về để làm sao mà kịp cái tiến độ 31 tháng 10 cơ bản là hoàn thành cái nút giao Hạ Long Xanh. Cũng như dự án đường nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với đường tỉnh 338. Từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu tác động rất lớn từ điều kiện thời tiết mưa nhiều, giá xăng dầu, nguyên vật liệu, sắt thép đồng loạt tăng cao, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên kiểm tra tiến độ và chất lượng công trình của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, những vướng mắc khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thi công đều đã được giải quyết kịp thời. Qua đó góp phần quan trọng để các nhà thầu tập trung triển khai thi công, tăng tốc về đích hoàn thành các công trình. Cái khối lượng thi công của nhà thầu làm đến đâu thì chủ đầu tư là gần như là thanh toán cho nhà thầu đến đây, gần như là đạt 100% cái khối lượng nhà thầu thực hiện. Cái vấn đề thứ hai nữa là tháo gỡ bằng cái cách là tìm những cái giải pháp là điều phối cả cái khối lượng trên tuyến. Cùng với các công trình hạ tầng giao thông động lực được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, dự án cao tốc Tiên Yên Móng Cái được đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BOT cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công nước rút về đích các hạng mục của dự án. Thời tiết nó cũng không được ủng hộ. Cái thứ hai nữa là
cái điều kiện về cái vật tư vật liệu giá cả nó tăng cao nên nó cũng ảnh hưởng rất chi đến nhiều. Nhưng tuy nhiên là dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cùng với các cái sở ban ngành và BOT của Tiên Yên Móng Cái thì đến nay thì thời điểm này thì về cơ bản cái khối lượng công việc của nhà thầu thi công 41 là cũng cơ bản đã hoàn thành. Bây giờ chỉ thực hiện các cái công tác hoàn thiện. Về phía chủ đầu tư thì nó làm hết trách nhiệm, tức là cái thanh toán là kịp thời và đôn đốc cái việc làm cái hồ sơ nghiệm thu thanh toán và đến đâu thì giải ngân đến đó. Hiện nay thì các nhà thầu là gần như là không có cái khối lượng tồn đọng nhiều, chưa được giải ngân, gần như là không có đâu. Cùng với tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm sẽ được khởi công mới trong năm 2022 cũng được đặc biệt quan tâm. Trong đó dự án đường ven sông nối cao tốc Hạ Long Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, hiện công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản được hoàn thành. Trong đó nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ công trình trên đất để bàn giao mặt bằng, sớm triển khai thi công dự án. Là một cái dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh để phát triển cái nền kinh tế của phía Tây tỉnh và đồng thời để liên kết với các tỉnh phía Tây như là Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang. Đấy, nên là gia đình hoàn toàn nhất trí cái đường này và đồng thời tuyến đường này mở ra cũng phát triển được quỹ đất, phát triển được những cái khu công nghiệp để tạo công ăn việc làm cho bà con cháu chúng tôi ở vùng Đông Triều phía miền Tây của tỉnh này. Với tiến độ triển khai các dự án, quyết tâm của tỉnh, nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm sẽ được hoàn thành trong 6 tháng cuối năm như cao tốc Vân Đồn Móng Cái, cầu Cửa Lục 3, nút giao Đầm Nhà Mạc và đường nối cao tốc Hạ Long Hải Phòng với đường tỉnh 338 giai đoạn 1. Các dự án hoàn thành sẽ từng bước hoàn thiện hạ tầng kết nối giao thông liên vùng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ, bứt phá hơn nữa trong thời gian tới. Xác định công tác quy hoạch đô thị là một trong những lĩnh vực quan trọng trong xây dựng và phát triển đô thị văn minh hiện đại. Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch trên địa bàn thành phố Lạng Sơn luôn được chú trọng thực hiện, góp phần tích cực vào quá trình phát triển đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đã được quan tâm đầu tư xây dựng từng bước theo hướng đồng bộ, hiện đại trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Do vậy, công tác quy hoạch được thành phố Lạng Sơn đặc biệt thực hiện. Giai đoạn 2010-2022, thành phố cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025, tỷ lệ 1/10.000. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thực hiện phê duyệt 6 đồ án quy hoạch nông thôn mới và 3 đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã. Riêng năm nay, thành phố Lạng Sơn có 21 địa điểm được xác định ưu tiên là danh mục dự án các khu đô thị được lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, làm cơ sở thực hiện công tác đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, lập dự án đầu tư theo quy định. Các đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết được quan tâm và mang tính khả thi cao. Các cái đồ án quy hoạch nó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý đô thị, đất đai và khai thác sử dụng tốt nhất cái tài nguyên, đảm bảo sử dụng hợp lý, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ngay sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch trên địa bàn, Phòng Quản lý Đô thị thành phố Lạng Sơn đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố, công khai quy hoạch để nhân dân được biết, đồng thời xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về quy hoạch, quản lý quy hoạch cho các nhà đầu tư và nhân dân nắm được. Thực hiện các quyết định phê duyệt về quy hoạch chi tiết 1/500 và các đồ án quy hoạch trên địa bàn phường Chi Lăng đã triển khai tới nhân dân về cái việc mà phân khu các khu chức năng trên địa bàn của phường. Đặc biệt là trong thời gian qua thì phường, thành phố, tỉnh và thành phố đã đầu tư để quy hoạch chi tiết khu xây dựng chợ Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn và một số cái khu vực phát triển về đô thị, khu dân cư trên địa bàn của phường Chi Lăng. Tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo thành ủy cũng như thành phố, Ủy ban thành phố cũng như các phòng ban chức năng hết sức quan tâm đến công tác làm quy hoạch, làm sao đấy đảm bảo tiết kiệm chi phí, nhưng chúng ta có một cái quy hoạch mang tầm vóc châu Âu, nhưng mà khi các cái quy hoạch chi tiết thì lại rất phù hợp với người Việt Nam và người Lạng Sơn nói riêng, và chúng ta sẽ có một cái thành phố Lạng Sơn phát triển xứng tầm trong khu vực. Để làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, thời gian tới, thành phố Lạng Sơn tiếp tục phối hợp với các đơn vị tập trung lập quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch để định hướng và bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình xây dựng phát triển cũng như cải tạo chỉnh trang đô thị, hướng tới xây dựng thành phố Lạng Sơn là đô thị loại 1 vào năm 2030. Tiếp theo là một số tin tức đáng chú ý về thị trường. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang,
Sau hơn 2 năm trồng, năm nay một số cây vải thiều không hạt đã cho ra hoa, đậu quả. Vải cho quả to, màu sắc đẹp, cùi dày và có vị ngọt. Đặc biệt quả không hạt khi trồng thuần, còn một số quả hạt lép rất nhỏ do ráo phấn. Bước đầu có 500 cây vải cho ra quả với tổng sản lượng được vài tạ. Đây là sản phẩm mới đang được nhiều người tìm mua, đặt hàng nhưng do sản lượng còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường nên dự báo giá bán đang ở mức khoảng 200.000 đồng 1 kg. Hiện toàn bộ sản lượng đã được bao tiêu, ký hợp đồng tiêu thụ. Công ty cổ phần tập đoàn Tân Long đã tổ chức lễ ra mắt sản phẩm gạo ST25 mang thương hiệu A-An mà công ty đã đưa thành công vào thị trường Nhật Bản. Gạo ST25 đã được bày bán ở một số cửa hàng tại Nhật Bản cách đây 3 tuần và cho đến nay đã tiêu thụ được khoảng 8 tấn. Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Nhật Bản chỉ đạt 48,7 triệu yên, tăng 73% so với năm 2020, nhưng chỉ chiếm khoảng 0,09% trong tổng kim ngạch nhập khẩu gạo của Nhật Bản. Giá ga bán lẻ từ ngày 1 tháng 7 sẽ giảm tháng thứ 3 liên tiếp. Tại Hà Nội, giá ga bán lẻ bình Petrolimex đã bao gồm VAT là 448.800 đồng một bình dân dụng 12 kg, giảm 7.300 đồng. 1.795.200 đồng một bình công nghiệp 48 kg, giảm 26.000 đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá bán ga sản phẩm của Sài Gòn Petro giảm 583 đồng 1 kg đã bao gồm VAT, tương đương mức giảm 7.000 đồng một bình 12 kg. Với mức giảm này, mỗi bình ga 12 kg sẽ được bán với giá 449.000 đồng. Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã quy định cụ thể lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử từ hôm qua mùng 1 tháng 7, bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử trừ một số trường hợp như doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, không có hệ thống phần mềm kế toán. Như vậy, các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh sẽ không được sử dụng hóa đơn giấy mà bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Vụ lúa xuân năm nay, toàn thành phố Hải Phòng gieo cấy hơn 28.000 hecta. Đến nay, toàn bộ diện tích lúa đều đã thu hoạch xong, với năng suất đạt trên 70 tạ trên 1 hecta. Sản lượng ước cần 197.000 tấn. Hiện ngành nông nghiệp đang tích cực chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ làm đất và gieo cấy lúa vụ mùa, đảm bảo khung thời vụ. Vụ mùa này, diện tích lúa gieo cấy theo kế hoạch khoảng hơn 28.000 hecta. Năng suất dự kiến đạt hơn 58 tạ trên 1 hecta. Đến thời điểm này, diện tích làm đất đạt hơn 17.000 hecta, bằng 60% kế hoạch và mạ đã gieo được khoảng 1.000 hecta, bằng hơn 30% kế hoạch. Tuy nhiên, tiến độ làm đất và gieo mạ còn chậm so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm trước. Để chuẩn bị sản xuất cho vụ mùa thì cũng còn rất nhiều khó khăn, bởi vì lúa xuân năm nay thu hoạch muộn từ 7 đến 10 ngày. Thế cho nên là các địa phương quan tâm chỉ đạo theo cái công văn của sở mới ban hành, đó là tập trung tiến độ làm đất, đẩy nhanh tiến độ làm đất, bởi vì đến nay thì các huyện mới chỉ làm được khoảng 60% diện tích thôi. Và bên cạnh đó là chuẩn bị đất để cho lúa xuống ruộng và diện tích gieo mạ. Hiện nay, bão số 1 đã đi vào Biển Đông, dự báo sẽ gây mưa to, gió lớn, ảnh hưởng đến khu vực Hải Phòng. Vì vậy, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết để có kế hoạch ứng phó kịp thời. Tình hình thời tiết như thế này thì bão số 1 của năm 2022 cũng đang đổ bộ vào, và mong rằng bà con nông dân cùng với các địa phương là nắm bắt tình hình bão gió để trực tiếp chủ động gieo mạ hay không gieo mạ khi thời tiết bất thuận xảy ra, để chúng ta đảm bảo được cái giống và cái mạ để cấy cho đạt cái diện tích kế hoạch vụ mùa đề ra. Để đảm bảo năng suất, sản lượng lúa vụ mùa, các địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ làm đất, vệ sinh đồng ruộng, hạn chế tối đa dịch bệnh như dày lưng trắng, sâu đục thân, lùn sọc đen, lây lan từ vụ xuân sang vụ mùa, chuẩn bị cho việc gieo cấy theo đúng khung thời vụ. Lúa mùa sớm cấy trước ngày 5 tháng 8 và lúa mùa cấy trước ngày 20 tháng 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư 08/2022 về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non, chính thức có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2022. Thông tư mới vẫn giữ nguyên mức ưu tiên cho các khu vực, như khu vực 1 là 0,75 điểm, khu vực 2 nông thôn là 0,5 điểm, khu vực 2 là 0,25 điểm, khu vực 3 không được tính điểm ưu tiên. Tuy nhiên, từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp và một năm kế tiếp.
Như vậy thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên trên 3 môn thì điểm ưu tiên sẽ càng giảm và sẽ không có thí sinh nào có điểm xét đại học quá 30. Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát tổng thể các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động mua sắm thuốc, thiết bị vật tư, sinh phẩm y tế, chủ trương xã hội hóa, hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế, hướng dẫn theo thẩm quyền nhằm khắc phục ngay tình trạng thiếu thuốc, thiết bị vật tư y tế tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho người dân, kịp thời đề xuất báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Cùng với đó, khẩn trương tổ chức thực hiện đấu thầu tập trung thuốc ở Trung ương, chỉ đạo các tỉnh, các cơ sở y tế khẩn trương tổ chức đấu thầu thuốc theo đúng quy định, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm. Liên quan đến lĩnh vực y tế, những ngày gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết trong cả nước liên tục tăng nhanh, tập trung ở các tỉnh phía Nam và miền Trung. Đến nay đã lên tới gần 80.000 ca mắc và đã có trên 30 ca tử vong. Tại Lạng Sơn, từ đầu năm đến nay mới chỉ ghi nhận một số ít ca mắc. Song để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, ngành y tế và các địa phương trong toàn tỉnh đang tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của mỗi hộ gia đình, mỗi người dân về sự nguy hiểm và cách phòng chống dịch bệnh này. Những ngày gần đây, các tổ chức đoàn thể của phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn đã phối hợp với các khối phố tăng cường công tác tuyên truyền đến từng hộ dân, đặc biệt là người dân sinh sống ở các dãy trọ quanh khu vực suối Lao Ly, các khu vực giết mổ gia súc, gia cầm, kịp thời kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các xô chậu đựng nước để lâu ngày, dẫn đến xuất hiện cung quăng, bọ gậy. Gần đây thì ở trên thông tin đại chúng, thì chúng tôi cũng nghe thấy rất nhiều những cái trên đài truyền hình cũng đã phát những cái tin về bệnh chống sốt huyết mà là một cái căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Tổ chức hội cũng phân công cho các công chi hội trưởng thường xuyên tuyên truyền đến các hộ dân sinh sống, đặc biệt là những khu trọ quanh khu suối thường xuyên thu gom phế thải và không để nước ứ đọng tại các chum, thay nước cọ rửa chum vại thường xuyên. Dùng tàn nhang đổi muỗi, dùng rèm mành để chăn muỗi vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần. Ra quân tổng vệ sinh, đặc biệt là những chỗ ẩm thấp, nhiều bụi rậm, rồi nhiều vũng nước đọng. Theo ngành y tế cho biết, dịch sốt xuất huyết bùng phát tại tỉnh Lạng Sơn gần đây nhất là vào năm 2017, tại một số phường của thành phố Lạng Sơn. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus lây truyền qua muỗi, gây các triệu chứng giống như cúm nặng, đôi khi có thể dẫn tới biến chứng và gây tử vong. Hiện nay đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết, thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho lăng quăng, bọ gậy phát triển. Bên cạnh đó, tần suất di chuyển của người dân cao, trong khi nhiều người còn chủ quan, lơ là, không chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sẽ rất dễ dẫn đến bùng dịch trở lại. Chúng tôi đã phát loa truyền thanh và tuyên truyền cho bà con nhân dân về cái tác hại của sốt xuất huyết. Thì trong cái chương trình tuyên truyền thì chúng tôi đã nói rõ về cái nguy cơ mà sốt xuất huyết do muỗi gây ra, nguyên nhân là do các cái chùm nước, vại nước mà chúng ta để lâu ngày loang quăng cái biến thành muỗi và trở thành gây ra cái bệnh sốt xuất huyết. Thì chúng tôi đã tuyên truyền kỹ lưỡng, do vậy là bà con nhân dân trong khối phố cũng đã hiểu được và cũng đã thực hiện theo cái tuyên truyền của khối phố. Dịch sốt xuất huyết bùng phát trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến nhiều người nhầm lẫn và có tâm lý chủ quan. Khi đến cơ sở khám chữa bệnh thì bệnh đã chuyển nặng, khó khăn trong công tác điều trị. Theo đánh giá, năm nay số ca sốt xuất huyết nặng tăng nhanh, cao hơn nhiều so với cùng kỳ 2 năm trước. Số trẻ em tử vong do sốt xuất huyết nhiều hơn người lớn, trong khi những năm trước số người lớn tử vong nhiều hơn. Trong khi hiện nay sốt xuất huyết chưa có thuốc đặc trị và cũng chưa có vaccine phòng bệnh, mỗi người dân nên tự nâng cao nhận thức, ý thức phòng bệnh của mình để tránh những thiệt hại đáng tiếc gây ra. Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi Sao Mai Quảng Ninh năm 2022 đang đi đến những chặng cuối cùng. Hôm qua, 9 thí sinh Sao Mai Quảng Ninh đã tập luyện cùng ban nhạc để chuẩn bị cho các phần dự thi của mình tại đêm chung kết xếp hạng sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 7 tới. 9 thí sinh có 3 ngày tập luyện chuẩn bị cho đêm thi chung kết. Mỗi thí sinh sẽ thể hiện 2 ca khúc thuộc một trong 3 dòng nhạc thính phòng, dân gian hoặc nhạc nhẹ với sự hỗ trợ của ban nhạc. Theo yêu cầu của ban tổ chức, vòng thi này thí sinh phải có ít nhất một bài hát mới so với các vòng thi trước.
ở vòng chung kết thì em có chuẩn bị hai bài hát. Bài hát thứ nhất là một bài hát Hà Nội Niềm Tin Và Hy Vọng, và bài thứ hai là Hướng Về Hà Nội. Ở bài Hà Nội Niềm Tin Và Hy Vọng thì em có thay đổi cái cấu trúc bài hát một chút, và em cũng đã trao đổi qua lại với bên nhạc đó, và bên nhạc cũng rất là hỗ trợ em trong cái phần thay đổi của mình. Em rất là hào hứng để chuẩn bị cái phần thể hiện của mình trong đêm chung kết thật là tốt ạ. Càng vào sâu phòng trong thì các thí sinh, chất lượng các thí sinh và cũng như là chất lượng bài hát đều phải nâng cao hơn ạ. Thì đó, em cũng rất là hơi run một chút. Tuy nhiên là em cũng chuẩn bị hết sức mình để có một phần thi thật là tốt. Và em đã lựa chọn hai bài hát để thi. Nhưng tuy nhiên là có một bài hát mới, cho nên là hôm nay tập với ban nhạc thì cũng có một chút khó khăn. Nhưng mà các chú, các anh đã rất là linh động và đánh rất là chắc. Em có thể kết hợp cùng với ban để cho mình có một phần thi tốt hơn. Đối với em thì hộp là một phần, nhưng mà mình cũng nên chuẩn bị một cái gọi tâm lý thật là vững vàng. Bởi vì là vào đến vòng này rồi thì tất cả thí sinh thì chắc chắn là ai cũng rất là hát rất là hay và rất là có kinh nghiệm rồi. Cả ban nhạc lẫn cả lẫn thí sinh cố gắng để có thể cho ra những cái phần thi thật là tốt nhất có thể. Chỉ có thời gian ngắn để chuẩn bị nên cả ban nhạc và các thí sinh đều đang gấp rút luyện tập, sắp xếp lịch tập khoa học để đảm bảo sức khỏe và hỗ trợ để thí sinh có sự chuẩn bị tốt nhất cho phần thi chung kết. Anh em là cố gắng hết sức làm sao mà bố trí cái thời gian kể cả sáng, cả chiều, cả tối, thậm chí tập muộn, tập trung cao độ để làm sao hoàn thành được cái tiến độ. Cố gắng hết sức để làm sao hoàn thành cho các bạn có cái cuộc thi tốt nhất và đảm bảo được cái phần âm nhạc để nâng các bạn lên. Đêm chung kết xếp hạng Sao Mai Quảng Ninh 2022 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 3 tháng 7 tại Cung Văn hóa Lao động Việt Nhật, thành phố Hạ Long, để chọn ra 3 thí sinh giành giải nhất của 3 dòng nhạc, bước tiếp vào vòng chung kết khu vực phía Bắc giải Sao Mai Toàn quốc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 110 km về phía Đông Đông Bắc, cách Quảng Ninh khoảng 430 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103-117 km/h, giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 150 km, tính từ tâm bão. Trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15-20 km. Đến 4 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm bão ở khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc, 109,2 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 170 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 62-88 km/h, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới là phía bắc vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc và từ kinh tuyến 107-114 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Dự báo thời tiết tỉnh Quảng Ninh ngày 2 tháng 7 năm 2020.